Thưa quý vị và các bạn, vào đúng 12 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tại diễn văn nhậm chức của ông Donald Trump với tinh thần xuyên suốt, từ bây giờ sẽ chỉ có nước Mỹ trước tiên, lợi ích của nước Mỹ là trên hết, đã cho thấy sự thống nhất với lập trường cơ bản trong suốt chiến dịch tranh cử của ông, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và phác họa bức chân dung tân Tổng thống Hoa Kỳ thẳng thắn, thực dụng và hành động.